Con sẽ chăm sóc mẹ như mẹ đã chăm sóc ông bà, chăm sóc bố, chăm sóc chúng con. Bộ phế Nam Hà, vị ngọt dễ uống, mẹ chẳng còn ho chăm lo cả nhà. Bộ phế Nam Hà chỉ khái lộ chứa các thành phần thảo dược chữa ho tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, không dùng cho trẻ em dưới 1 tuổi, thận trọng khi dùng cho người tiểu đường, trẻ em dưới 2 tuổi và phụ nữ có thai. Bộ phế Nam Hà, thuốc ho cho người Việt. Thank you.
Bổ phế Nam Hà chỉ khải lộ chứa các thành phần thảo dược chữa ho, tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, không dùng cho trẻ em dưới 1 tuổi, thận trọng khi dùng cho người tiểu đường, trẻ em dưới 2 tuổi và phụ nữ có thai. Bổ phế Nam Hà, thuốc ho cho người Việt.